đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Vắng ông xã người tình màn ảnh Tuấn Trần đưa Harry Won đi sự kiện. Người đẹp và khá nhiều nghệ sĩ trẻ đã cùng tham dự sự kiện thời trang ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào tối 12 tháng 9. Không chỉ có Harry Won mà sự xuất hiện của Caric, siêu mẫu Hà Anh, Tuấn Trần, Phí Phương Anh, Cao Lâm Viên cũng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của khán giả. Vừa qua, dàn nghệ sĩ trẻ của showbiz Việt đã cùng nhau tụ họp về sự kiện thời trang thể thao được tổ chức tại trung tâm quận nhất thành phố. Theo đó, Harry Won xuất hiện xinh đẹp bên người tình màn ảnh Tuấn Trần thay vì được chồng tháp tùng như mọi lần. Giọng ca Cứ Đi Đi chọn cho mình trang phục năng động để phù hợp với tính chất sự kiện và cả phần giao lưu với khán giả đến tham dự. Bà xã Trấn Thành gây thu hút. Nhờ vào diện mạo tươi tắn, trẻ trung, ít ai nghĩ rằng cô đã ngoài 30 tuổi. Harry Won bắn tim khi thấy ống kính hướng về phía mình. Tuấn Trần không chỉ tháp tùng Harry Won đi sự kiện mà cả hai còn diện trang phục khá đồng điệu. Caric khiến nhiều fan girl náo loạn khi xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài điển trai, anh còn thể hiện ca khúc hit để tặng mọi người. Khi vắng chồng, người đẹp tha hồ chụp ảnh bên các anh chàng điển trai, vợ chồng siêu mẫu Hà Anh tình tứ ngay giữa phố. Hiếm hoi lắm mới thấy người mẫu Cao Lâm Viên đi sự kiện, bởi lẽ từ lúc lập gia đình đến nay anh khá hạn chế tham gia vào các hoạt động nghệ thuật như ngày trước mà dành thời gian cho vợ và cô con gái nhỏ. Phía Phương Anh hội ngộ cùng một số gương mặt cùng tham gia The Face. Các nghệ sĩ không ngừng phấn khích khi theo dõi Caric trên sân khấu. Thời gian gần đây, Harry Won cũng tất bật tập luyện cho mini concert diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Đây là đêm kỷ niệm 6 năm làm nghề của cô, vì thế Harry đã tạm gác lại mọi công việc để tập trung lên ý tưởng và trao đổi kỹ lưỡng cùng ekip, chỉ xuất hiện tại một số sự kiện đã được ký kết trước đó.